Xin chào các bác. Hôm trước thì tôi có làm một cái clip mà nói về cái nhân giống bằng cách tách gốc rồi dành cho những cái cụm dòng thân thòng ấy, gọi là phi điệp long tu hạc vĩ ấy. Đấy. Thì kể cả là cái loại đa thân cũng thế, có nghĩa là cái dòng đa thân ấy, thì là có cái cách nhân giống bằng cách mà tách thân gốc ra, ví dụ như là chúng ta tách rời từng thân gốc ra, sau đó là ta nhân giống, thì để tận dụng những cái mắt ngủ mà nó còn lại ở trên những cái cây ông bà đấy, thì là để chúng ta nhân được hết giống, để tận dụng giống để mà cho những vụ sau. Thì cái phương pháp này thì nó không phải là mới đấy, tuy nhiên là một số anh em mới chơi thì có thể chưa biết cái cách này, thì sau đó thì anh em cũng phản hồi, ý là hỏi là cách thế thì nó có ra hoa không này, thế rồi nó có mọc hết mầm gốc không, thì thực sự là mình sẽ trả lời là có, nhưng mà dù sao đi nữa thì có nói có sách nói có chứng vẫn hay hơn các bác ạ. Thì hôm nay thì mình gọi là quay lại và gọi là review lại những cái mà mình đã làm, thì để xem là nó có cái kết quả như thế nào để anh em mình cũng biết. Thì về cái này thì nó phụ thuộc cũng rất nhiều về những cái mà khóm cái mà mình muốn tách ra ấy, thì nó tùy theo cái sức khỏe của cái khóm đấy. Ví dụ cây này mà cái khóm này mà nó sức khỏe tốt thì cái mầm nó sẽ phát triển nhanh hơn là những cái cây mà khóm mà nó yếu. Đấy là cái lý do đấy. Thì đây như các bác trước mặt các bác đây thì là một cái hôm ấy mình là làm là cái giò long tu đấy, cái bông long tu nó khá đẹp. Hoa long tu thì nó không quá mặn mà về hương thơm, thế nhưng mà cái màu sắc rồi nhiều bông cũng khá đẹp đấy. Thì cái màu sắc nó na ná như thế này đấy, có thể quay này nó có cái ánh sáng nên cái màu cánh nó không được tím lắm, nhưng mà ngoài thì nó tím, họng vàng đấy. Thế và thân thì nó khoảng được 4-5-60 phân. Thì trong cái đám thân này thì nó lại không nở đều nhau đấy, nở cái trước cái sau. Thì hôm nay cái mà nó mình nghĩ đến cái việc này để làm ấy thì nó còn mỗi một cái thân này thôi, thì anh em ngắm tạm, chứ còn các cái thân này hôm nọ là nó ra hoa hết rồi, hôm nay nó héo hết hoa rồi đấy, đấy. Thì là đây là độc thân tơ thôi. Bây giờ các bác nhìn cái mầm gốc nó phát triển. Đấy thì gốc nào cũng lên mầm các bác ạ. Đấy, gốc nào cũng lên mầm. Đấy, cái dài cái ngắn nhưng mà cái nào cũng lên. Đấy thì là khi ta làm như này thì tất cả cái những cái mắt đây là thân này là đều là lên lên gì? Lên mầm hết. Đấy thì tận dụng được cái giống. Đây là ở cái cây tơ. Vâng, và đây là cái thân mà nhỏ nhỏ hơn ấy, kể cả thân tơ và thân già hôm nó ngắn ngắn cho nên ghép cùng vào một cái đây, còn chưa thèm cho vào chậu đấy, vẫn còn để cái cạnh chậu như thế này. Thì các bác quan sát là các cái mầm ở cái gốc này đã mọc lên hết rồi đấy, khá đẹp nhé, rất là tươi đấy. Thì mầm nào cũng nở hết. Thế thì như vậy thì các bác biết là nó sẽ được rất là nhiều giống. Cái cách như này thì như vừa nãy tôi nói thì là đấy, là nó không phải là mới. Vấn đề là có thể là anh em mới chơi cho nên là chưa biết thôi, chưa biết cách thôi. Thì cái mầm nó lên như này rồi chắc chắn nay mai nó sẽ ra rễ và phát triển rất là đẹp. Đây và đây thì là một cái chậu là độc thân già đây, phải thân già khốc đế. Đấy thì các bác thấy là nó sẽ mọc chậm hơn, đấy, cái mầm nó sẽ ngắn hơn. Đấy, đây những cái gốc rất bé này này, mắt rất bé nhưng vẫn đã đầy hết. Đấy, tuy nhiên là nó sẽ ngắn hơn cái thân tơ kia. Thậm chí là các bác nhìn ở cái thân thân già của nó nhá, ở gần những cái mắt gần gốc này nó cũng đã nhú những cái
những cái mắt này này, những cái kỳ này nó ra ở thân này. Đấy, cái gốc này có thể là lý do là cái gốc này nó không còn cái mắt ngủ các bác nhé. Cái gốc này này, cái gốc này có thể nó không còn cái mắt ngủ nữa, cho nên là vì sinh tồn nhé, vì sinh tồn cái giống này nó có cái sự sinh tồn rất là lớn, thì nó sẽ có cái mầm ở gần những cái mắt ở gần gốc nhất. Đấy, là nó còn là nó sẽ nảy. Thì cái này nay mai sẽ hạ nằm xuống và cho nó lên kỳ. Đấy, thì còn những cái nào mắt ở gốc mất thì nó làm như thế. Còn đây giả sử cái mắt này là cũng chỉ là gần gốc thôi các bác nhé. Đấy, chứ còn mắt gốc là chắc là mất rồi, bị thối rồi, hoặc là bị con sên nó cắn. Tóm lại là một cái lý do gì đó mà cái mắt gốc là nó sẽ không còn nữa, thì cái mắt gần gốc nhất nó sẽ lên. Đấy là cái sự sinh tồn của cái dòng thân thòng này, nó mạnh mẽ như thế đấy các bác ạ. Đấy, chứ nó nảy lên nảy 100% luôn. Đấy, đây các bác nhìn này, độc thân già, gọi là đây này, nó già già mà đến mức mà nó nhăn nó tóp hết vào đây này. Đấy, đấy là nó có đấy, lý do phát triển là nó như vậy. Cây này phát triển là rất là khủng khiếp đấy, như cái như đợt trước nói là nó dọa chết thôi, là nó cũng phải nảy mầm để nó sinh tồn đấy. Và đây một chậu nữa các bác ạ. Đấy, cái này là cái thân toàn thân ngắn ngắn này này, rồi mới ngắn ngắn này cho vào cái chậu nhựa này. Bây giờ các bác nhìn là gốc nào cũng 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 lên mầm hết rồi. Đấy, những cái thân ông bà cụ kỵ này nó nhiều cái nó quá già ấy, thì mình thôi mình không nói làm gì. Nhưng mà đây những cái thân này cứ tách ra nhánh ra là vẫn lên mầm rất là ngon này. Đấy, cái thân này nó đẻ nối đấy, ngắn ngắn đẻ nối này đấy, thì cũng được hai mầm rất là đẹp. Thì cái cách nhân giống này các bác là nó rất hay như thế, nên là các bác nếu mà có những cái khóm nào mà nó cũng theo cái kiểu như thế này thì bụi to mà muốn tách ra nhân giống nhiều thì các bác cũng cứ làm theo nhé. Các bác yên tâm là nó đều được hết đấy, không vấn đề gì đâu. Đấy, nên là không phải lo lắng gì. Đấy, thôi tranh thủ lúc tối đang ngồi uống nước chè cái ghế đá này thì cũng nghĩ ra cái mà muốn trả lời các bác, không lại các bác lại thắc mắc, thì tranh thủ vài phút trả lời các bác về cái tách gốc nhân giống nó hiệu quả như thế. Đấy, xin chào và tạm biệt các bác nhé.